300 còn cái này nè. 230 này. Hai bữa nè. Có chị lấy còn cái đây nữa nè. Lấy hai cái máy đó. Ở đây cắt cái thùng rồi chị. Để chị em làm xong rồi. Hả? Bây giờ lấy luôn nè, em tính nói chuyện 150. Trời ơi, 150 là tôi bán chú với chị luôn đó. Gì vậy? Thank you.